Vậy thì làm sao để mà chúng ta siêu âm mạch thai nhi và chúng ta sử dụng công nghệ 3D như thế nào? Thứ nhất đó là chúng ta cần phải nhìn vào mạch của thai nhi thì luôn luôn chúng ta cần phải bắt đầu bằng tầm soát và chúng ta phải theo guideline của ESOC về những cái gì chúng ta cần phải làm là gì. Thứ nhất là chúng ta khảo sát mồi trên hồ sơ trung vị là mũi, lỗ mũi và chúng ta đánh giá nó bình thường, bất thường và đôi khi đó là cái vị trí của thai nhi chúng ta không biết được như thế nào, cho nên ta phải lưu ý lại. Và trong trường hợp này là chúng ta phải đánh giá cái mô trên. Cái cách tốt nhất là chúng ta phải làm là như vậy, theo cái trình tự này. Vậy thì nếu như chúng ta xem cái guideline của Pháp là mức tối thiểu là chúng ta sẽ có cái hình ảnh rõ hơn. Thế thì ở đây là cái hình ảnh này. Chúng ta không cần phải có cái hình ảnh của cái hồ sơ, nhưng mà hình ảnh toàn bộ cái hồ sơ chúng ta không nhất thiết phải như vậy, nhưng mà tối thiểu là chúng ta cần phải có được cả cái cơ bản này. Và thực sự thì chúng ta cần phải xoay tay và chỉ trong vài cái xoay chúng ta có thể thấy được cái quỹ đạo của nó, và chúng ta cũng có thể nhìn qua bên này và thấy cái bờ rìa của phần ngạc. Trên cái video này các bạn thấy rất là dễ, và chúng ta có thể điều chỉnh cái vị trí chính xác để có được hình ảnh rõ của vòng miệng. Và luôn luôn là các bạn dùng hai tay, một tay cầm đầu dò và tay kia là chúng ta di chuyển thai nhi, và luôn luôn áp dụng như vậy cho cả siêu âm 2D và 3D. Và đây là cái cách mà chúng ta ứng dụng kỹ thuật siêu âm 3D. Thứ nhất là chúng ta cần phải có nước ối trước mắt em bé. Nếu mà chưa được thì chúng ta phải điều chỉnh gương mặt để thai nhi để có được cái nước ối, phần nước ối trước gương mặt. Còn nếu mà bị vướng nhau thai thì chúng ta cũng phải di chuyển. Đây là trong cái trường hợp rất là đẹp, có nước ối trước mặt bé. Và đây là cái khung hình ảnh tiếp nhận, và chúng ta thấy trong trường hợp mà có nước ối thì tôi có cái dấu màu xanh ở đây. Và cái điều quan trọng hơn đó là chúng ta phải xác định cái khung ở đây, cái kích thước của cái khung ở đây nó đủ bao trùm, mọi thứ nó nằm lọc ở cái trong cái khung của mình. Và đây là cái kết quả. Vậy thì chúng ta có 3D. 3D thì chúng ta có thể kết xuất ra hình ảnh như thế này. Tuy nhiên, nếu như mà các bạn có cái thể tích mà ổn rồi đó, rất là đẹp rồi, chúng ta có thể vào trong đó và chúng ta thực hiện nhiều các cái mặt phẳng cắt khác nhau để có hình ảnh khác nhau. Và các bạn có thể có được hình ảnh của hai mắt. Và các bạn cũng cần phải biết là khi mà các bạn thực hiện cái bước tiếp nhận mặt siêu âm mặt thai nhi đó, thì trong hệ thống của mình các bạn sẽ thấy một bên là chọn chất lượng, và nếu mà các bạn chọn chất lượng tối đa đó có nghĩa là cái tốc độ quét của đầu dò rất là chậm, còn nếu mà mình chọn là chất lượng nó thấp thì cái tốc độ nó nhanh. Vậy thì sự khác biệt giữa hai cái là cái gì? Khi mà các bạn chọn nhanh có nghĩa là chất lượng thấp, và chúng ta sẽ có thể có được cái số slide thấp ít hơn. Còn nếu mà chúng ta có cái chất lượng cao thì cái số lượng slide là cao nhất. Nhưng mà cái ưu điểm ở đây là cái gì? Các bạn thấy tôi luôn luôn dùng cái chất lượng cao nhất, và có nghĩa là hình ảnh tiếp nhận là nó chậm.
nhưng mà nó luôn luôn là nó tác động được cái hình ảnh tính cái kết quả hình ảnh cuối cùng. Vậy thì khi mà các bạn chọn theo cái chế độ chất lượng, các bạn luôn luôn có thể chọn từ thấp cho tới tối đa. Và đây là cái bước tiếp nhận. Chúng ta có thể thấy 1 với 2 giây và đây là hình ảnh 7 giây. Vậy thì nếu các bạn nhìn vào gương mặt của thai nhi đó, thì tốt nhất chúng ta nên dùng cái chế độ là chất lượng thấp hoặc là trung bình, đừng có dùng cái chế độ tối đa. Chỉ khi nào mà chúng ta muốn khảo sát bên trong cái thể tích đó, thì chúng ta mới dùng chế độ là tối đa đối với 2D. Và đây là mid 1 là chế độ giữa này, trung bình này. Ở đây là max là tối đa. Và tôi không biết là trên màn hình sân khấu để các bạn thấy có rõ hay không. Nhưng nếu mà chúng ta nhìn qua bên này với mid 1, chế độ mid 1 và dưới đây là chế độ maximum. Có nghĩa là gì? Nếu như mà bây giờ tôi muốn có công nghệ 3D để nhìn bên trong thể tích thì tôi sẽ chọn chế độ max. Nhưng nếu như các bạn muốn so sánh ở đây mid 1 và maximum, chúng ta thấy nó không có sự khác biệt gì quá nhiều. Đó là lý do vì sao mà đối với siêu âm mặt tôi không có dùng chế độ max. Và đây là cái vấn đề, đó là khi mà chúng ta dùng cái chế độ là nó dùng cái chế độ mà chậm á, tiếp nhận chậm á, mà nếu mà em bé mà nó di chuyển đó thì nó sẽ ảnh hưởng đến cái kết quả cuối cùng. Đó là gương mặt em bé vừa rồi rất là bình thường, chẳng qua nó là do nó chuyển động cho nên hình ảnh nó thành như vậy. Vậy thì với cái kỹ thuật siêu âm 3D, tôi nhắc lại là các bạn cần phải có nước ối trước mặt bé. Vậy thì cái thời điểm tốt nhất là luôn luôn nó nằm ở giữa cái quý 2 và quý 3. Nhưng chúng ta có thể bắt đầu siêu âm 25, 26 tuần. Nhưng mà dĩ nhiên là quý 1, quý 2, quý 3 thì là đều có thể siêu âm, đều siêu âm hết. Và ở Pháp, châu Âu thì là siêu âm ở 22 tuần. Còn nếu mà sớm hơn thì nó quá sớm. Và 32 tuần chúng ta cũng có thể siêu âm. Nhưng mà theo ý kiến cá nhân của tôi thì khoảng 25, 26 tuần ta nên kiểm tra lại một lần. Nó là thời điểm tốt nhất. Vậy thì cái lợi thế, lợi ích ở đây là gì? Vậy thì chúng ta cần phải biết chọn cái tốc độ hay là chất lượng. Vậy thì trong trường hợp mà sức môi và các cái dị tật gương mặt và hình ảnh hiển thị của xương sọ, thì đây là cái mà tôi chia sẻ các bạn. Đầu tiên các bạn nhìn vào, chúng ta sẽ thấy có các cái loại sức môi sở hàm ếch khác nhau. Đây là chúng ta thấy hở hở môi bình, phía dưới là hở sâu hơn, dưới là nó hở hoàn toàn, ở bên này là hở hai bên, còn ở đây là hở hai bên nhưng mà nó không có đi vào vòng miệng. Còn cái này trong trường hợp rất là khó chẩn đoán, nó là hở vòng miệng và chúng ta chỉ có thể chẩn đoán nếu mà chúng ta có nghi ngờ khi chúng ta có các cái chỉ dấu khác nữa cùng phối hợp chẩn đoán. Đây là trường hợp bình thường. Và khi siêu âm chúng ta sẽ đánh giá môi, cái phần vòng miệng trên, cái phần ngay sau môi. Vậy thì tôi kiểm tra cái phần môi như thế này. Cái chỉ dấu đầu tiên là chúng ta phải đánh giá xem là môi nó có bị hở hay không, có bị sức hay không. Vậy thì trong trường hợp mà có sức môi rồi đó, thì chúng ta phải kiểm tra xem nó ảnh hưởng ở ngoài thôi hay là nó có đi vào cả cái phần ngạc sau môi và cái phần đỉnh vòm bên trong hay không, vào cái phần vòm miệng thứ nhất và vòm miệng thứ hai, và có cả chỉ là phần cứng hay là cả phần mềm. Và cái quy tắc rất là rõ là nếu như mà không có sức môi thì nó cũng sẽ không có sức môi ở cái phần bên trong. Vậy thì ở ngoài mà đã không sức thì ở trong nó sẽ không có hở. Ở cái phần
ngạt cứng ở bên trong mà nó đã liền lạc, thì cái phần mềm, cái phần phía bên trong nữa là nó không còn. Và tương tự là trong trường hợp này chúng ta sẽ thấy từng bước một khi mà chẩn đoán xúc môi và từ góc độ bên ngoài. Đây là trong trường hợp bình thường chúng ta có kỳ vọng về hình ảnh là sẽ như thế này. Và trong trường hợp với 2D của xúc môi đó, thì chúng ta sẽ thấy bên này nó đi, trong ca này là nó đi cả hai bên. Vậy thì nếu như chúng ta siêu âm như thế này rất là dễ thấy. Và nếu mà dùng 3D, đây là trong hình ảnh bên tay trái là hình ảnh bình thường, trên là bình thường, còn đây trong trường hợp mà hình ảnh em bé bị xước môi và chúng ta thấy nó rất là lớn và bị xước cả hai bên. Và cái phần hở môi giữa, và trong trường hợp này chúng ta có thể thấy cả cái phần bên ngoài. Có nghĩa là trong cái hình ảnh này chúng ta không biết được là nó có sức vào bên trong vào cái vòng miệng hay không, cho nên là chúng ta phải đi vào bên trong. Vậy thì cái chúng ta có thể dùng là gì? Nếu mà chúng ta muốn kiểm tra cái phần bên trong thì chúng ta dùng 2D. Và chúng ta có thể dùng cái chế độ này. Và đây là trường hợp bình thường 1. Và trong trường hợp này chúng ta thấy ở cái phần hàm trên nó có bị hở ra như thế này. Và ở bên trong vòng miệng các bạn cũng có thể thấy hở tiếp. Và ở đây, bởi vì cái phần hở nó lại thể hiện lên cái hình ảnh như thế này. Vậy thì nếu như mà các bạn dùng 3D thì các bạn sẽ chuyển sang cái chế độ bình thường tối đa. Và đây là cái hở rất là rõ và chúng ta có thể minh họa rất là rõ. Vậy thì nếu như mà các bạn muốn khảo sát cái phần vòng miệng thì nó khó hơn. Đây là cái phần bình thường. Đây là cái phần ở bên trong, phần mềm. Ở đây là hai cái ca mà bị hở hàm ếch. Chúng ta thấy nó hở hoàn toàn. Cái phần mà nó rò rỉ bên trong, cái phần nó hở ra là đây. Vậy thì làm sao để mà chúng ta đánh giá được vòng miệng? Nếu mà các bạn nhìn vào thì đừng có dùng cái hướng này, bởi vì nếu mà các bạn dùng Sagittan đứng dọc thì nó như thế này. Nhưng mà chúng ta muốn xây dựng cái hồ sơ của hình ảnh thì chúng ta xác định ban đầu là như vậy, rồi trái phải. Đây là trường hợp mà chúng ta có sử dụng cái bóng của hàm trên, và sau đó chúng ta sử dụng công nghệ 3D bên trong. Chúng ta sẽ xác định được cái phần vòng miệng xa ở bên trong. Vậy thì chúng ta sẽ hơi ngửa đầu thai nhi về phía sau, nhưng mà làm như vậy rất là khó. Chúng ta có thể làm điều đó trong tầm cả nguyệt thứ hai, tức là quý hai, nhưng mà bởi vì nó xa quá cho nên là khó thu được hình ảnh. Đây là sử dụng phương pháp chủ yếu là 2D. Các bạn cho cái tia siêu âm vào bên trong khung vòng miệng giữa hàm trên và dưới, và chúng ta cố gắng xác định hình ảnh ở cái phần vòng miệng cứng bên trong. Và khi cái tia siêu âm vào bên trong miệng rồi thì các bạn điều chỉnh đầu dò lên và xuống, và các bạn sẽ thấy được cái bờ rìa của vòng miệng cứng. Và trên video các bạn sẽ thấy tôi thể hiện như thế này. Các bạn bắt đầu là các bạn chuyển ở chế độ này, chế độ orbit này, và chúng ta sẽ chuyển lên rồi xuống, và các bạn sẽ thấy hàm trên. Và khi mà chúng ta nghiêng đầu dò, các bạn có thể thấy ở đây, đó là cái phần rìa của vòng miệng. Và khi các bạn ở cái vị trí này, thì không những là các bạn có thể thấy được cái hình ảnh như vậy, mà các bạn có thể thu được cả thể tích
và cái số đo thể tích. Và trên một số các cái sách vở khác nhau, chúng ta có thể thấy có các cái vị trí khác nhau để thể hiện hình ảnh họa của vợ mình. Đây là cái khung bên trong, và đây là cái đường kết xuất, và đây là cái phần mặt trước, nó phổ biến hơn. Đây là cái vòm miệng. Các bạn cũng có thể dùng hình ảnh ngược phía sau, có nghĩa là chúng ta nhìn từ phía sau. Đây là cái tư thế nhìn từ phía sau, và chúng ta có thể thấy vòm miệng ở đây. Ở đây là trường hợp mà chúng ta đảo qua, lật qua, và chúng ta thấy từ phía dưới lên. Như các bạn biết, tất cả những cái hướng kết xuất ở đây không quan trọng. Cái quan trọng ở đây là cả cái hình ảnh mà chúng ta thu nhận được. Bởi vì khi mà các bạn đã thu nhận được các hình ảnh tốt rồi đó, thì chúng ta có thể làm rất là nhiều các cái kỹ thuật khác nhau, 2D, 3D. Nhưng khi mà chúng ta thực hiện mà nó không có tốt, thì khi mà chúng ta sử dụng các kỹ thuật khác sau này, hình ảnh nó không rõ ràng. Trong trường hợp này, tôi cho các bạn xem trường hợp mà ở môi giữa. Và đây là cái trường hợp ở 3D, nhìn từ bên ngoài. Và ở chế độ 3D tối đa, maximum, chúng ta có thể thấy là hở môi giữa rất là nặng. Và trong trường hợp này, chúng ta thấy lại là hội chứng dịch tật. Và từ tôi cắt cái phần này ra, rồi tôi lật gương mặt qua. Và đây là cái góc nhìn từ bên trái. Đây là một trường hợp nữa khi mà bị hở hàm ếch hai bên. Và nó thể hiện không những chỉ trên 2D mà cả 3D, bởi vì nó rất là lớn. Và em bé hình ảnh 3D cũng như là sau khi sinh. Đây là một trường hợp nữa. Nếu mà các bạn nhìn vào đây, chẩn đoán là được thực hiện ngay trong quý đầu của thai kỳ. Bởi vì tình trạng sức môi nó cũng đã tồn tại ngay từ trong quý 1. Và khi mà chúng ta nhìn, chúng ta thấy rất là rõ. Đây là hình ảnh kết xuất 3D. Còn đây là hình ảnh lúc 26 tuần. Và nếu mà các bạn nhìn kỹ cái phần này, và chúng ta có thể thu được hình ảnh này. Và trên hình ảnh này, các bạn đừng có nghĩ đây là vòm miệng nha. Này không phải là vòm miệng đâu, mà đây là cái phần xương vô mơ. Nó là nó là cái phần xương lá mía trên này. Và đó do vì sao mà khi mà chúng ta xây dựng một cái hồ sơ đầy đủ về bệnh nhân là chúng ta phải có các cái thông tin đầy đủ. Trong trường hợp này, trong cái slide này tôi minh họa, nó không phải vòm miệng, và như vậy các bạn phải di chuyển đầu dò tiếp tục để thu hình ảnh khác. Đây là trường hợp lúc 18 tuần tuổi, chúng ta phải chứng minh xem là nó như thế nào. Chúng ta thấy ở hình ảnh maximum là nó không có tình trạng hở, và khảo sát phần dưới đều là bình thường. Nhưng mà cùng em bé này, nhưng tới 32 tuần thì là thấy là có hở nghiêng về phía bên màu trái nhiều hơn, và sau khi sinh là như thế này. Trong trường hợp là hở môi chỉ một bên, và trong trường hợp này chúng ta có thể phát hiện chỉ có trường hợp là môi hở, bên ngoài này thì nhìn là bình thường, và 2D thì là vòng miệng bên trong là bình thường. Nhưng hình ảnh 3D chúng ta thấy là có hở. Vậy thì khi mà chúng ta xác định được là hở thì thực sự là rất là khó để mà chẩn đoán trong một số trường hợp. Và chúng ta có thể thấy sự khác biệt giữa trường hợp bình thường và trường hợp bị hở môi là như thế nào. Đây là vòm miệng. Đây là cái phần sau của vòm miệng, rìa của vòm miệng sau. Và trong trường hợp này,
Đây là trường hợp mà chúng ta thấy vòng miệng bị hở, thì chúng ta không thấy được cái phần sau, rìa sau của vòng miệng. Và cái này một lần nữa, nó không phải là vòng miệng nha, nó là cái phần cổ họng dưới. Và chúng ta có thể kết hợp với hình ảnh bình thường để so sánh. Ở đây chúng ta thấy rõ ràng nó có một cái dị tật đó. Phần vòng miệng, rìa vòng miệng sau nó nhỏ. Chúng tôi không có tầm soát bằng siêu âm mà thực hiện chẩn đoán bằng siêu âm. Và cái cuối cùng đó là thai nhi bình thường. Chúng ta thấy là hình ảnh bình thường, đánh giá là bình thường. Và nhưng mà khi mà di chuyển vào đầu dọ về môi đó, và để chế độ HD Live so sánh với 2D, chúng ta thấy cái phần vòng miệng ở đây trong và ngoài rất là rõ. Chúng ta có thể thấy cái xương lá miếng nằm ngay giữa. Vậy thì đây là cái chúng ta có thể làm. Này nó không có nằm trong cái hệ thống siêu âm, mà hình ảnh được gửi về máy tính của tôi, và tôi dùng một cái phần mềm khác, tôi hiện nó lên trái và phải. Đây là cái phần xương lá miếng ở giữa, còn đây là cái xương ở trên. Và nhờ cái chế độ shadow để hình bóng mà tôi thu được cái hiện vật như thế này rất là rõ. Cho nên cái lợi ích ở đây đó là khi mà các bạn muốn xác định những cái dạng chủ yếu về cái phần xương xương mặt thì trong cái quý 1 của thai kỳ thường các bạn sẽ không có thấy được. Trong các cái trường hợp này các bạn sẽ thấy rất là nhiều các trường hợp dị dạng. Ở đây là hở môi giữa, đây là cái chứng Sifani, đây là trường hợp mà sắc thải tam bội, và đây là hở môi trái. Vậy thì chúng ta có thể minh họa và chứng minh bằng hình ảnh, nhưng cái điều quan trọng hơn là chúng ta cần phải nhìn vào các cái hình thức dị dạng gương mặt khác nhau. Và khó hơn, đây là các cái trường hợp khác nhau. Trường hợp thứ nhất là mặt dẹt, trường hợp thứ hai chúng ta thấy là lỗ mũi hết, thứ ba là mũi tẹt, ở đây là gương mặt dị dạng, rồi ở đây là lưỡi thè ra, tai sệ. Ở đây là các cái trường hợp mà chúng ta thấy là dư da thừa. Vậy thì khi mà chúng ta thực hiện các cái hình ảnh siêu âm 3D, và nếu mà có thể thì chúng ta thấy hình ảnh nó rất là tương đồng. Đây là hai cái dị dạng này, ngay cái phần tai da thừa, và đối với thai nhi này trông là bình thường, nhưng mà có một cái bất thường, đó là cái hội chứng Noonan. Và các bạn có thể thấy ở đây vùng mắt, đây là hở môi, đây là trường hợp mà lưỡi hè ra, đây là mặt dẹt nhưng mà em bé bình thường, và đây là trường hợp mà chúng ta thấy hội chứng mà cằm nhỏ và nhân trung dài. Đây là trường hợp mà mặt này. Và các bạn nhìn vào đây, đó là hội chứng APEC. Nhưng mà nó không phải chỉ ảnh hưởng cái mặt cả thai nhi không, mà đặc biệt là đối với bàn tay bị dính. Đó là hội chứng APEC, hội chứng Cruzon. Và tại sao chúng ta lại có tình trạng này? Đó là bởi vì tình trạng mà xương sọ dính khớp với cái phần thái dương. Và chúng ta có thể thấy các cái dị dạng khác như là CFC. Đây là hội chứng Down. Và các bạn nếu mà nhìn vào hội chứng Down thì chúng ta có thể làm gì? Đây là hội chứng Down. Vậy thì nếu mà các bạn nhìn vào gương mặt,
Cái này nó là hình ảnh được thực hiện trong cái quý 1, quý 3. Và bình thường thì cái miệng á, chúng ta thấy cái chiều rộng của cái miệng nó quan trọng hơn là cái chiều rộng của cái mũi. Và chúng ta cũng có thể quan sát phần mi mắt. Xin lỗi. Khi các bạn thay đổi cái vị trí của ánh sáng, các bạn có thể thấy các cái trường hợp và hình ảnh khác nhau của hội chứng Down. Đây là 6 ca hội chứng Down khác nhau. Nó thể hiện rất rõ cái phần mắt. Cái hình cuối cùng là vừa là hội chứng Down, vừa là hở môi. Thế thì cái vấn đề duy nhất ở đây rõ ràng là đối với việc chẩn đoán hội chứng Down thì nó rất là hiệu quả. Nhưng mà nó chỉ có kết quả trong cái quý 3. Và cái chẩn đoán hội chứng Down thì chúng ta phải cố gắng làm ngay trong cái quý 1, chứ còn quý 3 làm thì nó không có ý nghĩa. Ở đây là cái hình ảnh xuất hiện của tai tính theo tuổi, và tôi muốn khảo sát riêng một tai, và đây là hình ảnh bằng 2D. Cái kích thước bình thường là như thế này. Vậy thì chúng ta thấy có cả cái góc cạnh khác nhau, 13 tuần, 22 tuần, 32 tuần và 35 tuần. Và nếu mà các bạn làm thì các bạn sẽ thấy rất là nhiều các cái điểm khác nhau ở đây, tất cả đều khác. Và cách làm như thế nào, chúng ta luôn luôn thể làm với một tay. Không phải lúc nào cũng làm với hai tay, nó khó hơn. Chúng ta cho cái khung nhận hình vào, và từ cái vị trí này, từ cái vị trí tiếp nhận này, các bạn có thể thấy được hình ảnh này. Nó rất là dễ, rất là rõ. Và các bạn có thể thấy một số các cái dị dạng ở đây giữa cái tai. Nhưng mà đây là của một hình ảnh hai tai của cùng một em bé, tai bên này và này là tai bên kia. Nó có da thừa, đây cùng là một em bé với cái phần da thừa ở đây, và bên này chúng ta cũng có thể thấy đây là em bé có dị dạng và sức hình là sức môi. Vậy thì khi mà chúng ta và chúng ta thấy mới đầu là bình thường, nhưng mà chúng ta khảo sát kỹ thì sẽ thấy bất thường và một số dị dạng hết sức rõ ở đây. Đây là trường hợp mà dị bội. Đây là 2 ca hội chứng Down. Vậy thì cái vấn đề ở đây đó là về vị trí của lỗ tai thì chúng ta cần phải luôn luôn xác định được là lỗ tai nó nằm ở đâu, ở cái góc độ nhận định. Ở đây chúng ta nhìn là vị trí của cái thùy tai, bởi vì mình không có di chuyển gì hết, không di chuyển thai gì hết. Và ở đây thì chúng ta dự kiến là cái thật thì ở dưới, mà không phải lúc nào cũng dễ xác định được như vậy. Chúng ta dùng cái này là xác định cho người lớn, đối với em bé thì cũng có thể dùng, mà nó rất là khó. Đây là cái góc nghiêng bình thường. Vậy thì khi mà cái góc mà nó nghiêng nhiều hơn thì nó nghiêng về phía sau nhiều hơn. Vậy thì trên siêu âm thì chúng ta làm như thế nào? Đầu tiên đó là chúng ta xác định cái phần vị trí tai bình thường. Có một số các cái nghiên cứu cho thấy là cái phần tai trên này nó có liên quan tới cái khe khớp ở đây, nhưng mà luôn luôn rất là khó, bởi vì chúng ta
dùng hình ảnh siêu âm bình thường chúng ta không có được, nhưng với kết hợp màu sắc chúng ta có thể thấy được tương quan giữa da và xương, cái vị trí của nó ở đây. Và có thể là chúng ta cần phải dựa theo các cái đặc điểm khác nhau để xác định được cái vị trí bình thường của xương là chỗ nào. Ở trong trường hợp này thì không thể giải cho nên đây là vị trí của nó. Vậy thì câu hỏi đặt ra là phần trên là đâu và góc độ nào để mà chúng ta có thể kết hợp lại. Có lẽ là chúng ta phải so sánh với cái phần xương sọ trên. Về xương sọ, chúng ta có thể thấy tất cả các cái phần xương khác nhau của xương sọ, và thực sự làm rất là dễ. Chúng ta không cần nước ối để làm, bởi vì với chế độ maximum mode là tối đa thì chúng ta có thể làm tác nghiệp nó khác với lại chế độ bề mặt. Vậy thì tại sao chúng ta cần phải làm chế độ này? Bởi vì các bạn thấy là có một số dị dạng trên gương mặt, đôi khi đó là do cái khung xương nó dị dạng. Cái phần bài giảng cuối cùng của tôi thì tôi sẽ nói sâu hơn. Đây là trường hợp bình thường là bên tay trái, và tất cả cái mặt còn lại là dị dạng, nên thực sự rất là khó để đưa ra các cái chẩn đoán là dị dạng. Là nó là một cái hội chứng nào đó hay là do dị dạng gương mặt. Đây là trường hợp mà chúng ta thấy dị tật bẩm sinh. Chúng ta có thể thấy chỉ trong cái quý qua thôi. Ở đây có hai cái ở bit bên này, và tôi sẽ cho các bạn thấy là nó như thế nào khi mà dùng chế độ 3D. Ở đây chúng ta có cái phần ở trên này. Trong phần lớn các cái trường hợp thì nó là dị dạng được phát hiện sau khi sinh. Và chúng ta thấy đây là cái hình ảnh của nó. Và cái mà tôi dùng ở đây là tôi dùng cái chế độ pha lê đó. Và tôi sẽ kết thúc bằng cái hình ảnh này. Tôi không biết các bạn ở dưới có thấy được hay không. Họ chưa muốn làm, bởi vì đây là cái sản phẩm sẽ phục vụ cho người tiêu dùng. Đó là chúng ta có thể cải thiện được cái hình ảnh 3D với trí tuệ nhân tạo AI. Nhưng ngày hôm nay chúng ta thấy có rất là nhiều cái tình trạng là sau khi sinh thì mới phát hiện được dị dạng, cho nên là có thể dùng cái công nghệ mới này để mà tìm hiểu chi tiết hơn. Trong trường hợp này nó cũng tương tự. Và chúng ta có thể thấy là cái thể tích nó lớn hơn, và dùng phần mềm trí tuệ nhân tạo kết hợp chúng ta có hình ảnh nó rõ hơn, và chúng ta chỉ có thể làm được như vậy nếu như cái kết quả hình ảnh kết xuất 3D nó rõ ràng thì mới được, còn không thì nó sẽ bị nhiễu rất là nhiều. Và tôi tin chắc là trong tương lai, cũng như trong trường hợp này, nó cũng không phải là quá xấu, mà nó giúp cho chúng ta chẩn đoán chính xác hơn. Nhưng mà dùng thì khó đó. Thế thì tôi có thể nói là trong vài năm nữa, chúng ta sẽ có thể chẩn đoán được rõ hơn, hình ảnh rõ hơn nữa. Xin cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe.